rừng ô mai nở. Một bầy chim én đưa tin Chúa xuân giáng chân thật xin. Năm xưa em trắng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chân. Thật lòng em xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Clip này thì tiếp tục test cho anh em những chiếc cục đẩy thương hiệu của BF Audio, và dòng này thì là một trong thương hiệu rất là lớn của Mỹ rồi. Và với cái số lượng không có nhiều thì cuối năm thì cũng giao lưu với anh em một số con nhé. Dòng này thì nó sử dụng hai kênh cho anh em và công suất của nó đạt 800W trên một kênh. Với cái dòng 30 như thế này, anh em có thể đánh được hai cặp côn 76 nhé, 40 cũng vậy. Thực ra là những cái dòng 40 côn 76, 30 côn 76 thì như nhau nha anh em nhé. Thì buổi sáng này hôm nay thì sẽ test những cái sản phẩm này cho anh em và cũng giới thiệu để quay cho anh em. Và nếu anh em cần những cái mẫu này thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy 0396855899 nhé. Cái mẫu này thì không phải lúc nào cũng về cho anh em. Cái thương hiệu này là thương hiệu lớn nhé, và con này thì nó có đầy đủ các chế độ đánh cho anh em đây. Chế độ đánh Panna, chế độ Bright và Ste toàn giải cho anh em. Thì với một con đẩy này thì nó có rất nhiều cái ưu điểm cho anh em vào. Con nên mua con này. Thì đằng sau của nó thì nó có rất nhiều cái chế độ vào này. Ví dụ như giả sử như nhà anh em sử dụng những cái dòng âm ly mà muốn lấy con đẩy làm công suất và âm ly làm vang, làm vang nhại anh em nhé. Thì anh em có thể vào link bằng cái đường AV, nó cũng vào được. Hiện tại tôi đang đánh bằng đường AV, không phải dùng bằng Canon. Nó có cả đường Canon cả 6 ly cho anh em luôn. Và con rất là khỏe, tiếng rất là sáng luôn. Với dòng thương hiệu nhá, dòng này dòng thương hiệu rồi. Nó rất về rất là nhiều các model của cửa hàng. Và bán cái dòng này thì cái độ ổn định của nó khá là cao. Giá cực tốt cho anh em nhé. Ngày hôm nay giá cực tốt. Một số con thì giao lưu với anh em thôi. Thương hiệu của BF Audio. Con này thì nó sử dụng mạch nguồn xung nhá. Mạch nguồn xung này thì tiếng của nó rất là sáng và khỏe này. Cái công suất của nó đưa ra thì tổng công suất của nó là khoảng hơn 2000W, nhưng hiệu suất của nó khoảng 8% thì nó được khoảng 1550W đến 1600W, nó rơi vào 800W một kênh nhá. Với cái dòng này thì ở cái môi trường điện nó yếu một chút thì anh em vẫn sử dụng được, trọng lượng thì nhẹ. Cái này thì được các bác cao tuổi sử dụng được. Cực kỳ đẹp cho anh em. Đây thì anh em thấy là đang vào cho anh em bằng đường AV đây. Đấy, nó có ngoài ra nó có cả đường 6 ly này, đường Canon này. Đấy, có chế độ đánh giới hạn tín hiệu vào. Cái này thì của Mỹ anh em nhé, USA nên nhìn cái này còn dễ hơn này. Đấy, rất là đẹp. Tổng công suất của nó là 2200W thì hiệu suất của nó rơi vào khoảng 1600. Mày cả là hát anh em nhé. Thì ra cả cầu loa cả lưu trích này. Con này thì anh em đặt rất là nhanh. Rất là nhanh con này. Con này rất là đẹp. Tháo cho anh em xem nhé. Mạch con này thì là mạch class H và mạch con sung nhé. Mạch con sung con này là tụ nó cao lắm. Tụ con này lên tới tận 200V này. Tụ là tụ áp cao. Con này là hiện tại là đang bật con dưới nhé. Cái này thì nó rất là điện rất là khỏe nhé. Đây nó cũng cảnh báo này. Các chỗ nguy hiểm cảnh báo anh em, nếu mà đang bật thì không nên động vào. Còn sang cái phần hạ áp của nó thì nó chỉ xuống 63V, có nghĩa nó dao động từ 63V lên đến 200V, nó rất là lớn. Anh em thấy 1500XL nó rơi ở 750W đến 800W được đây.
cực là chất luôn. Nói chung những cái dòng này thì rất là nhiều các model mà nó dạng như này nó không được như con này đâu nhá. Thứ nhất là về hiệu suất, thứ hai là về linh kiện, thứ ba là về công nghệ, nó không thể bằng những con này được. Thực ra là có vài con giao lưu anh em thôi, không có nhiều đâu. Thì giá thành của nó thì báo giá để cho anh em có thể tiện theo dõi những cái clip cũng như là cái sản phẩm của bên cửa hàng đưa ra cho anh em. Một con đẩy 800W, đẩy vại 2 kênh, thương hiệu công nghệ Mỹ, đang có giá cho anh em là 3.300.000. Và đây là giá tại cửa hàng anh em nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới số máy 0396855 đang 9 nhé.